À, có một câu nói đối với người niệm Phật chúng ta, mà niệm Phật mà bỏ cuộc là do mình chán ngay cái chỗ mình, một là hôn trầm, hai là vọng tưởng. Hai điểm này là căn bệnh chung đối với những người niệm Phật của chúng ta mà đi vào cái chỗ gọi là niệm Phật vô vị. Ví dụ như quá vọng tưởng thì niệm có vật hiệu không vào, quá hôn trầm thì cảm thấy quá mệt mỏi. Hai điểm này là cái mà mình vô vị niệm Phật rồi giết chán rồi nghỉ niệm Phật. Giống như mình vào đạo tràng niệm Phật mình dội ra không, là vì sao? Vì mình chưa gầy dựng được tín nguyện mạnh mẽ và chưa quyết tâm cầu sanh cực lạc. Nếu như mình gầy dựng tín nguyện mạnh mẽ và quyết tâm cầu sanh cực lạc thì căn bệnh này từ từ nó sẽ giải. Nó có thời gian quân tập quý vị. Nó có thời gian quân tập. Thí dụ như mỗi người chúng ta thường bị cái bệnh gọi là đổ thừa cho công việc, không niệm Phật được. Nhiều lắm quý vị, rất nhiều người luôn. Đổ thừa cho công việc quá nhiều, không có thời gian niệm Phật. Và chúng ta lao theo công việc lâu ngày nó quân tập thành lao theo công việc. Quân tập cái việc, quân tập cái đó. Khi nó quân tập cái đó thì bản thân mình không có vào đạo tràng niệm Phật được nữa. Không vào đạo tràng niệm Phật được. Nhưng nếu mình nghĩ rằng cơn vô thường sẽ đến với mình bất tử, bản thân mình sẽ cố gắng. Thực sự cái thành công thường là bản thân phải siêng năng và phải cố gắng. Giống như phải vượt lên chính mình đó quý vị. Chứ không giải đãi được. Nên tổ sư cũng dạy mình là phải dũng mãnh tinh tấn. Cái dũng mãnh là mạnh mẽ đó quý vị. Tinh tấn là phải siêng năng. Đã biết đó là tốt thì phải quyết chí siêng năng để niệm Phật. Cái này quan trọng lắm. Vì có khi ngày mai cơn vô thường đến với mình rồi trở tay không kịp. Nên bản thân phải siêng năng niệm Phật. Bản thân những đức lúc trước cũng vậy, quý vị biết. Những đức ưa đổ thừa cho thời gian công việc. Giết lâu ngày những đức lên chánh điện nó bị ngao ngán. Không? Còn bây giờ nếu mà không có công việc gì mà cũng đổ thừa là bây giờ quá cứ lu bu nhiều thứ. Mới đầu phải sắp xếp thì cũng là đổ thừa nữa. Thấy chưa? Tại vì không lên tu, đổ thừa. Nếu như bây giờ mà không lên tu thì cũng đổ thừa nữa. Đổ thừa là mới ra ngoài có nhiều việc phải sắp xếp. Để thời gian nữa đi. Xong ổn định hết thì lúc đó cư sĩ Nhân Đức sẽ lên tu quý vị ổn định. Thấy chưa? Nên từ nơi đó mà bản thân mình thật sự mà phải cố gắng luôn quý vị. Nhưng mà là ngộ thay nó quân tập. Quân tập nó làm cho mình phải thèm niệm Phật quý vị ơi. Quân tập nó làm cho mình niệm giết mình thích luôn. Mà cái niệm mà ta ngay cái mình tỉnh táo, ít hôn trầm, ít vọng tưởng, nó làm cho mình an lạc. Và khi an lạc rồi thì mình thích, thì cái gì cũng vậy. Giống như mình đi đến chỗ nào mình vui, mình sẽ thích đến nơi đó. Nó thật sự. Thì giống như mình niệm Phật mình an lạc thì mình sẽ thích niệm thôi. Tại sao có nhiều đứa nít đồ này kia mình bắt nó niệm mình giống như mình phải khuôn nó, mình làm đủ cách, đúng không? Tại vì nó chưa có cảm giác này. Còn tại sao có những người, tại sao người ta thích lên niệm Phật? Tại vì người ta niệm Phật người ta an lạc. Những đức có một người chị dâu. Chị hồi đó cũng thường đến chùa. Mà chỉ đến chùa là chỉ làm công quả suốt. Lao theo mấy cái người đi chung làm công quả suốt ở trong chùa. Sau này có khoảng thời gian chỉ lên chỉ niệm Phật, chỉ gặp Như Đức chỉ nói một câu nè. Hồi đó tới giờ đi đến chùa suốt cứ nhào vô công quả, không có lên tu buổi nào. Bây giờ vô tu thì sao công nhận thấy tu nó an lạc, thèm vô cùng. Giờ thích niệm Phật. Thấy không? Nên Như Đức nói với vị nghe, mình phải đi từ chiều hướng này, mình mới không bỏ cái môn niệm Phật này quý vị. Có nghĩa là thích niệm Phật, thích tu. Và tu được, niệm Phật được rồi mới tới công quả. Thì chúng ta sẽ duy trì được cái tâm đạo của mình. Còn nếu đi từ cái là thích làm, không thích tu là rớt. Chỉ cần mình thích tu và tu được và an lạc được là chắc chắn mình sẽ làm tốt. Đời đạo gì cũng vậy chứ. Còn nếu như mà giải đãi tu hành, giải đãi niệm Phật, giải đãi trong chánh điện, lại vì có làm việc gì đi chăng nữa, cuối cùng chúng ta cũng sẽ mất gốc.
Tại vì niệm Phật là cái gốc chính. Mà mình bỏ niệm Phật mình làm cái gì khác là mình làm cái ngọn, quý vị. Làm cái ngọn. Cái gốc là niệm Phật. Niệm Phật thành Phật là cái gốc. Nếu như bỏ niệm Phật thì mất gốc. Thấy chưa? Nên những đức nói rằng mà mình mà đi đến đâu cũng gì, mà quý vị lao vô cái công việc Phật sự nhiều nghe. Quý vị mà bỏ niệm Phật là quý vị mất gốc đó. Mất gốc. Phàm phu như mình nói thật sự với quý vị nghe. Mình nói rằng công quả và niệm Phật cũng ngang như nhau. Ngày xưa như thế cũng nói điều này luôn. Thật sự quý vị không ngang nổi. Cái căn tính người xưa nó không đơn giản quý vị ơi. Như ai mà bì nổi lục tổ huệ năng. 8 tháng giả gạo mà ngày chứng quả. Mình không bì nổi theo các vị thượng căn đó đâu quý vị ơi. Thật sự luôn. Ngày xưa người ta vào trong chùa 5 năm làm công quả để bồi gốc. Mình bây giờ 5 năm làm công quả xong mình đi về đời luôn. Tại vì giết mình sân si, giết mình về đời luôn. Nên rõ ràng là cái căn tính chúng sanh thờ mạt pháp của chúng ta là Phật chỉ điểm mình phải niệm Phật. Nó không có ngoài cái đó được, phải niệm Phật làm gốc thôi. Lấy cái gốc niệm Phật để phát triển những cái thứ khác thôi. Thật sự. Nó giống như bây giờ những đức niệm Phật, những đức an lạc là ngay chỗ nào quý vị? Những đức bằng đêm ngủ 1 tiếng 2 tiếng, những đức lên tu, những đức cũng không hôn chậm nữa. Nó thật sự luôn. Không có hôn chậm. Và bây giờ quý vị biết rằng những đức buông rất nhiều thứ, không còn gánh nặng lo âu. Những đức lại niệm Phật vô, nên những đức thấy thích. Bây giờ niệm Phật nó vào được tại vì giờ những đức hỏi quý vị muốn tính cũng không được, muốn làm cũng không được, nó không có chuyện gì để làm. Chuyện gì phải tính chứ. Thì bây giờ phải niệm Phật chứ sao giờ quý vị? Rồi bây giờ lên tu ngày quý vị, 4 thời giờ thêm thời nữa, bắt đầu là nó huân tập, nó quen nè. Nó quen thành chỗ này, nó quen rồi. Là giống như mình mỗi ngày tới giờ là mình phải lên mình tu. Rồi mà muốn lên cái tu cái thời đó an lạc thì cái giờ lúc rảnh là phải mồi cái lửa. Bấm số niệm Phật, đi vòng vòng niệm Phật. Đi vòng vòng cầu thang niệm Phật, đứng lan can niệm Phật. Có nghĩa là phải làm điều đó để nó mồi cái lúc mình lên chánh điện mình tu. Mình niệm Phật thì nó mới đặc biệt. Tại vì mình mồi cái chỗ niệm Phật thường ngày vòng vòng đó thì mình dọn cái vọng tưởng bớt đi. Giống như mình muốn vô cái nhà mình ở mà được thoải mái thì trước nhất mình phải dọn rác. Nghĩa là mình trước nhất mình lên chánh điện mình tu an lạc là mình phải dọn vọng tưởng. Mà cái cách dọn vọng tưởng là bằng cái cách là lúc chưa lên chánh điện tu mình phải đi niệm Phật. Mình phải quân tập niệm Phật, niệm Phật để cái rác kia, cái rác vọng tưởng vì nó dọn bớt đi. Và khi nó dọn bớt đi rồi vì lên tu an lạc. Quý vị để ý đi. Để ý thì khi mà mình lên chánh điện mình tu mà mình mang một đống mà bận tâm lo âu hoặc là trước thời gian tu đó, mình ngồi nghiêu ngao mình nói chuyện này chuyện kia đó nghe, mình lên chánh điện mình tu không an lạc. Còn trước thời gian đó quý vị ngồi hay là nằm hay đi đứng gì vì niệm Phật đi, quân tâm chút đi vì lên tu an lạc lắm. Ngọn lửa nó mồi sẵn quý vị, nó mồi sẵn rồi. Giống như mình chuẩn bị một cuộc đua là bản thân mình đã dưỡng sức rồi, thì mình vô cuộc đua mình sẽ có năng lực. Nhưng mà mình chuẩn bị vô cuộc đua mà bản thân mình nó hao sức, nó hao sức trước, mình vô mình gán gồng gán mình làm không nổi nữa. À, hay không? Những đức nói với vị nghe cái pháp môn tịnh độ này nghe. Cái người mà chia sẻ tịnh độ cho mình nghe, người này nhất định phải dụng công. Phải dụng công. Nếu như mà không dụng công, những cái gì khác là nói cái gì khác không, nó không có vô được tịnh độ. Nó nói vòng vòng. Dù có tâm niệm Phật đó, nhưng mà nó nói xa lắm. Nó nói xa mà cái đoạn xa đó của mình đã bị lạc rồi. Nó nói xa quá nên mình lạc rồi. Còn khi mà mình mà dụng công đó, mình sẽ đi vào tịnh độ. Mình đi vào niệm Phật luôn. Nên những đức nó thật sự, những đức rất cảm ơn những người người ta hộ trì những đức. Thật sự luôn. Nên hôm qua những đức ngồi nói chuyện với cái cô chủ nhà, những đức nói một câu. Những con người mà những đức khi mà những đức gặp nạn, những đức khởi đầu gặp mặt họ là những con người đó cả đời những đức nhớ ơn họ. Thì chính họ là người hộ trì với những đức. Rồi những người mà những đức bước vào cái room, những đức thấy họ mà xuất hiện trước mặt những đức, tu chúng những đức, là cả đời những đức phải cố gắng niệm Phật để trả ơn cho họ. Tại vì sao? Vì những con người này đã thúc đẩy những đức phải cố gắng. Thật sự luôn phải cố gắng. Thúc đẩy những đức lên cái mà thật sự phải cố gắng luôn. Nên từ nơi đó những đức thấy rõ ràng đi. Quý vị mà chăng thật niệm Phật đi, thật sự cuộc đời mình giống như đoạn đường đó, thuận nghịch giống như có Phật sắp xếp chứ. Tin Phật đi quý vị. Ấn Độ ngày nói một câu, cái pháp nhân quả giúp phàm phu
lục đạo trở thành bậc thánh xuất thế gian. Pháp nhân quả quan trọng. Ấn Độ này nói dạy nhân quả còn quan trọng hơn là luân lý đạo đức. Nếu như một con người mà được nghe nhân quả, được dạy nhân quả và tin nhân quả 100% với quý vị, con người này nhất định không tệ đâu. Không tệ quý vị. Họ sẽ tiếp nhận nghe những ý kiến của quý vị. Họ sẽ biết hạ mình được. Dù họ có giỏi cỡ nào, họ hạ mình được. Vì cái tính nhân quả nó mới hạ mình quý vị à. Cái tính nhân quả nó mới hạ mình. Còn mình mà không tính nhân quả, mình sẽ rất là kiêu ngạo. Mà cái kiêu ngạo là cái cực kỳ đáng sợ đối với cái người tu đạo hay người không tu đạo. 100% quý vị, cái người mà dù là thành tựu cái pháp thế gian mà nếu như mà không an định được về tính tình, người này nhất định sẽ thất bại cực kỳ ghê gớm và lớn lao dữ lắm. Giống như người xưa mà ví dụ như Gia Cát Lượng đâu, muốn ra phò Lưu Bị đi chăng, ngài phải ẩn cư để an định cái tâm, phải dọn cái tâm mà kiêu ngạo giảm bớt xuống thì trí tuệ nó phát sinh được. Nên một con người bị thấy thành tựu thế gian có lớn cỡ nào nhưng mà quá kiêu ngạo là họa tai sẽ đến với mình rất là lớn. 100% quý vị, lúc trước những đứa không có dụng công niệm Phật, cái tâm những đứa nó không có dịu. Khi những đứa lên nói chuyện Phật pháp, quý vị quá hô hà, những đứa phải lao theo quý vị. Nên cái mà mình trước mặt một người phàm phu mình quá cứ tôn vinh họ, nguy hiểm, nguy hiểm, thật sự rất là nguy hiểm. Mình quá chê bai họ cũng nguy hiểm nữa. Tại vì quá chê bai họ thì họ nản lòng, họ không phấn đấu. Mà quá tôn vinh họ thì họ kiêu ngạo ta đây. Kinh khủng không? Nên hộ trì một người không đơn giản đấy quý vị ơi. Hộ trì người trẻ tuổi thành công của đường tu không đơn giản, phải có trí tuệ dữ lắm. Nên bản thân những đức này, cái vấp ngã và thất bại, những đức thấy rõ ràng là bản thân những đức kiêu ngạo. Cái vi tế của kiêu ngạo, dù là có tấm lòng vì người ta, nhưng cái vi tế của kiêu ngạo là sanh từ ngay chỗ không có công đức quân tập niệm Phật. Không có công đức của quân tập niệm Phật, ghê không? Vì niệm Phật là gốc. Nhưng đức bỏ cái gốc niệm Phật, nhưng đức đi làm cái ngọn. Cái ngọn nhưng đức rất xum xê, vậy thấy không? Cái ngọn rất xum xê, nhưng nó xum xê cái ngọn, một cơn gió bão thổi ngang, ngọn gãy hết luôn, cành lá ngọn gãy hết luôn. Nó quý vị biết cuối cùng phải quay lại cái gốc. Nếu mà lúc trước tới giờ mà quân tập cái gốc thì nó không bao giờ xảy ra vấn đề gì. Nhưng mà con người khó lắm, chúng ta phải chấp nhận chịu thôi. Bây giờ gầy dựng gốc vẫn không muộn mà. Nên những đức nói quý vị, quý vị mà là Phật tử tu hành đi đến chùa chiền không chịu lo tu hành, quý vị đổ thừa cho Phật sự, coi chừng quý vị sẽ xảy ra vấn đề. Xảy ra vấn đề một là phiền não bị chủ trì, phiền não người mình mỗi ngày tôn vinh họ, phiền não ngay cái mình quá quý. Cẩn thận chỗ này, cái mình quá quý, quá tôn vinh, hãy cẩn thận chỗ đó. Muốn quý và tôn vinh mà không bị tác dụng phụ là phải dụng công niệm Phật và tin nhân quả. Tại vì dụng công niệm Phật nó dịu cái tâm, tin nhân quả thì thông được tâm. Khi tin nhân quả rồi mình sẽ không hờn trách, không hận thù. Cái này rất là quan trọng. Còn nếu như quý vị chỉ có tôn vinh và không dụng công tu, hy sinh vì họ, một ngày nào quý vị sẽ quay lại phỉ báng họ và quý vị sẽ rất hận thù họ. Cái này rất đáng sợ nghe quý vị. Những đức từ đó giờ cũng nói về nhân quả, nhưng là do nhiều người bên cạnh mình họ làm việc nhiều quá, họ không dụng công tu để đi vào. Họ mà không dụng công để đi vào thì không thể nào tin nhân quả. Ngộ vậy đó. Nó phải dụng công niệm Phật đi vào thì nó mới tin nhân quả. Quý vị thấy quan trọng ghê không? Nên bây giờ những đức nói bây giờ mình có cái đâm này, quý vị cố gắng dụng công niệm Phật đi. Thật sự mà nói, mình làm cái gì đi chăng nữa cũng không bằng niệm Phật đâu. Mà niệm Phật là cái gốc. Cái gốc nó phát ra hiếu thảo, cái gốc nó phát ra cảm ơn, cái gốc nó phát ra tha thứ, cái gốc này nó phát ra tâm từ bi rộng lớn, khoan dung. Nó phát ra từ cái gốc niệm Phật mà ra không á đó. Từ cái gốc niệm Phật mà ra không. Nên quý vị hãy tin con người nó có số mệnh, nó có một cái tầng lớp đi, giống như cái mắt thang từng mắt lên. Nên quý vị có quý ai, có mến ai, có tôn trọng ai, có lo lắng cho ai, quý vị đừng có nên bận tâm buộc ràng họ.
Mà những cái gì hay mình chỉ là khơi dậy thôi, khơi dậy cho họ nghe thôi, tùy họ. Mình phải lo bản thân mình dụng công niệm Phật, lo tu, đó mới thật sự từ bi và trí tuệ. Tại vì khi mình dụng công tu được, họ nhìn thấy mình, họ sẽ quay lại là nhờ ngay mình đó. Nhưng người trong nhà mình, họ không chịu tu, họ không chịu niệm Phật, họ phiền não với mình. Nhưng họ mỗi ngày đang nhìn người niệm Phật của mình như thế nào nè quý vị. Họ đang nhìn người niệm Phật mình như thế nào để họ học theo nè. Những đức nói với vị nghe, bây giờ những đức niệm Phật được, những đức nói chuyện với vị, những đức sẽ đi sâu vào niệm Phật thôi à. Còn quý vị coi, nếu như những đức làm Phật sự, những đức xây chùa cao Phật lớn, những đức sẽ đi vào chùa cao Phật lớn thôi quý vị à. Thì vị nghe, vị sẽ thấy một dòng rất là xa. Rồi những đức mới nói một hai câu niệm Phật thì quý vị đã lạc rồi. Thật sự cái thời gian mới vô nó rất tỉnh, nếu đẩy niệm Phật vào thì nó dính. Còn nếu đi một dòng xa tới câu Phật hiệu thì bị ngủ, không chầm mệt mỏi thì không có tiếp nhận được. Nên bây giờ là lúc chúng ta hành giải rất là quan trọng. Quý vị ơi, cố gắng mà niệm Phật, hãy tin nhân quả. Từ niệm Phật mà hạ tâm kiêu ngạo xuống, cẩn thận siêng tu cũng kiêu ngạo nữa, siêng tu cũng kiêu ngạo nữa. Một ngày tôi tu 5 thờ, 6 thờ, ngày tôi tu 10 tiếng, mười mấy tiếng, cũng là vi tế của kiêu ngạo nằm bên trong luôn. Nên phải thật sự là cẩn thận cái tâm mình. Cái tâm mình ghê lắm, nó như con khỉ nó nhảy qua nhảy lại, kinh khủng lắm quý vị. Nó sẽ lừa mình, nó dẫn dắt mình đi vào chỗ sai lầm. Nên những đức nói, cái mạng internet nó rất là tốt chứ nó không phải không tốt, nhưng mà hết sức là cẩn thận nó, vì nó rất nhiều thứ thị phi nằm bên trong. Hãy hết sức là cẩn thận nó, và phải cố gắng gói gọn lại lo niệm Phật đi. Nếu không nhào vô nó là có chừng ra không được. Thật sự phải hết sức cẩn thận. Nếu như mà chân thật khuyên người ta niệm Phật có nổi tiếng thì nó tốt, mình không dính vô. Nhưng nếu lao theo cái tiếng tâm mà không niệm Phật là chết, chắc chắn quý vị luôn, chết liền nó. Nên những đức nói lớn thiền lớn sống quý vị ơi. Nhà cửa gọn gọn, ăn uống đơn giản, sống qua ngày là một phương pháp niệm Phật hay nhất. Tạo ra một cơn ngơ cực kỳ lớn lao, coi chừng ra không được. Coi chừng ra không được quý vị. Nhất là quá cực khổ để tạo ra một cơn ngơ sẽ ra không được, vì quá cái công bỏ nó nhiều, cực quá, bỏ không được. Nên đúng là Phật Bồ Tát thương những đức, phải giải quyết vấn đề cho bản thân những đức. Không thể nào buông được quý vị à. Bản thân thế nào, không thể nào cá nhân buông được. Phật Bồ Tát phải giải quyết làm sao, không buông cũng phải buông. Nghĩa là Phật Bồ Tát rất từ bi thương mình, không buông cũng phải buông. Nên mới có những đoạn nói chuyện bây giờ về tịnh độ cảm thấy sâu sắc quý vị. Nên nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý vị tín nguyện niệm Phật kiên cố, niệm Phật cả đời không thối tâm. Dù ai có nói gì, cứ niệm Phật đi. Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới cực lạc. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.